cách thành phố Đồng Hới 100 km, Tuyên Hóa là một huyện miền núi ở phía tây bắc tỉnh Quảng Bình. Cuộc sống của người dân nơi đây, từ khi sinh ra cho tới lúc về già, từ thế hệ này đến thế hệ khác, đa phần đều gắn bó với sông Gianh. Con sông Gianh đó, lúc bình thường thì là bạn, nhưng đến mùa nước lũ lại trở thành nỗi ám ảnh với người dân nơi đây. Cùng với Minh Hóa, Tuyên Hóa hàng năm là dồn lũ của tỉnh Quảng Bình. Căn nhà nằm ở thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hóa này, hơn 10 năm trước đã có lúc ngập tới tận nóc. 2007 á, lụt nó rất là cao, lúc em mới chỉ là 7 tuổi thôi. Buổi tối á, lúc 12 giờ em ngủ trên gọi là trên cái gác lửng á, và lúc ấy là nước nổi dâng cao quá, và bố mẹ em lúc ấy là phải này cho em lên thuyền, phải đi xin nhà người ta ở. Anh mất mát thiệt nhiều, áo quần cũng có mà mang gói phải như cứu trừ gói chó áo quần mà anh bị tôm rồi cho đến là gói gạo cơm nó cạc nơi họ gửi về chó rồi. Nên là chứ đi ngoài cho thoải mái thôi, chứ coi cũng muốn về nhà nữa. Để cho tránh có chút quá cái mùa lụt đấy đây chứ. Bởi vì cái mùa lụt là đấy là khủng khiếp quá. Từ những năm tháng chạy lũ đó, cậu bé Nguyễn Huy Hoàng đã nung nấu ý chí, quyết tâm vượt khó với mơ ước sẽ giúp bố mẹ bớt khổ vì lũ lụt. Cậu bé đó sau này trở thành một tay bơi xuất sắc và được yêu mến gọi là rái cá sông Gianh, dù sông Gianh chưa từng có rái cá. Tại sao ba mẹ làm nhiều vất vả như thế mà không có cái gì để mà ấy. Nên là em cũng muốn là sau này mình có thể là làm cái gì đó và có thể là kiếm ra cái gì đó để mà cho ba mẹ, có thể là mua một cái gì đó, mua một căn nhà hay là một cái gì đó ở trên vùng cao á, nó là trên thành phố á, cho nó cao hơn là để đó không có lũ nữa. Trước kia ở Châu Hóa là quê nuôi là ở bên kia sóc. 1984 thì bắt đầu mới lấy vợ. Thì sinh ra được 6 người con, trong đó là 4 trai và 2 gái. Là cháu Hoàng là út. Sinh cháu ở trên thuyền, nhưng mà được mấy tháng thì bắt đầu mới chuyển qua là ở lên khu. Là ở lên nhà ngoài ở. Qua đấy là bắt đầu tôi mới đi làm nghề thủ công nghiệp là làm đá. Rồi ở nhà thì mẹ con thì có là nuôi cá, rồi đi vớt rong cho cá, rồi làm nghề ban đêm thì cái mình đi làm thêm cái nghề lưới chai nữa. Thì nói như cũng được bao nhiêu thôi, cứ một tháng thì được cỡ 3-4 triệu là nhiều thôi. Thì trong lúc đó là nuôi ăn học 6 đứa con cũng vất vả lắm. Tôi đi cho cả một quán thì đi theo rồi đó. Đi theo đây có khi là dành tới rau lối. Tập bơi đó. Nếu khi cháu mà chuẩn bị là ngày họ tuyển là cháu có nổi nữa, là con lôi được. Lớp 5 là nghỉ hè thì trung tâm họ ra họ tuyển, thì bắt đầu lúc đó mới chọn cháu là cái đường mới đi vô là trong Đồng Hới học. Đặc thù thể thao Quảng Bình không có địa điểm tập luyện đúng nghĩa, bởi vậy các vận động viên ở đây sau một thời gian sẽ được gửi đi tập nhờ ở các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hoặc của các đơn vị khác. Suốt từ năm 2014 đến nay, Huy Hoàng tập ở thành phố Hồ Chí Minh và sau này là Cần Thơ. Thành tích càng thăng tiến, số huy chương treo trong nhà càng nhiều, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa số lần về thăm nhà lại càng trở nên ngắn ngủi và hiếm hoi hơn. Từ năm 2019 thì lúc người ngoài đau gần mặt thì có điện vào thì cháu xin ông chuyên gia là cháu về được có 2 ngày thôi. Nhưng mà trong 2 ngày thì coi là đi ngày đi về ngày thôi, vì chỉ có về đây được một đêm thôi. Là về thăm mẹ được được một đêm, trong vòng một đêm thì sáng là coi là lên xe đi vô Đà Nẵng, là coi về bãi vào Cần Thơ để tập luyện đó. Dữ đó. Ai chứ nói biết rồi cô dữ không chứ nó nói trao đấy, đắng tối đắng nó dữ khiếp rồi. Anh dữ kiểu như chí đó. Ừ, dữ lắm. Có một bữa về được 2-3 ngày mà cháu cũng thích đi. Cháu này vô trong là vui. Mà khỏi sơ lút. Đầu tiên xa gia đình em cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà sau những năm tháng rồi là xa gia đình thì em cũng đã quen với tập quen dần. Nên đến bây giờ 19 tuổi thì em đã quen cái việc đó và có thể là thích nghi và có thể là mình đã biết được, hiểu được cuộc sống này là mình phải đôi khi mình phải là đi rời xa gia đình và mình phải làm những cái gì đó có thể là có ích hơn. Sự có ích hơn mà Huy Hoàng nói đến chính là khoản tiền thưởng từ những giải đấu quốc tế. 3 năm qua, chàng trai có biệt danh Rái Cá Sông Gianh là tay bơi Việt Nam giàu thành tích nhất với 3 tấm huy chương vàng SEA Games, huy chương vàng Olympic trẻ cùng huy chương bạc và huy chương đồng ASEAN 18. Cùng với bảng vàng thành tích này, chàng trai sinh năm 2000 cũng là vận động viên Việt Nam đầu tiên đoạt vé tham dự Olympic Tokyo. Sau mỗi giải đấu, Huy Hoàng lại gửi hầu hết tiền thưởng về quê đỡ đần cho cha mẹ. Có được đồng lương rồi có các giải thì có gửi về đi tu sửa nhà cửa đấy, cái này cái nọ, chứ không thôi thì mình ở nhà đấy thì chỉ trông làm vừa ăn thôi chứ cũng có đủ mà có sắm được cái này cái nọ. Cháu có gửi tiền về thì có cùng lên ngân hàng gửi cho cháu thôi. Mấy ông bà già là tiền có để kiếm cái tiền lãi mà ăn rồi chứ tôi có làm thêm ngoài không đủ. Tôi muốn là cho cháu là cái tên cho ăn tốt đẹp xong đi thì cố gắng tập luyện thêm nữa thì là cùng Huy Hoàng. Cái tên Huy Hoàng gửi gắm trong đó mong ước một cuộc sống tốt đẹp hơn từ bậc sinh thành. Và cho đến bây giờ, dù Rái Cá Sông Gianh chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi, nhưng anh đã phần nào hiện thực hóa được mong ước đó. Có câu, con đường đến với thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Để có được khoảnh khắc đứng trên bục vinh quang, Huy Hoàng đã phải trải qua những ngày tháng miệt mài tập luyện, những giáo án tập đại khối lượng từ chuyên gia Trung Quốc Hoàng Quốc Huy. Có những giai đoạn em cũng rất là mệt mỏi, rất là áp lực. Giai đoạn ấy là chắc là 2 tháng đi tập hết Trung Quốc ạ. Lúc ấy là mình phải chuẩn bị một cái cường độ rất là cao và thầy trò cũng rất là căng thẳng. Thầy cũng bảo em là cố gắng đạt, đầu tiên là mình không phải nhắm đến thành tích phát một SEA Games nữa, mình bây giờ mình phải nhắm tới là chuẩn ao Olympic ạ. Mình phải bơi dưới 15 phút tại vì là cái ngưỡng 15 phút là rất là khó ạ. Đối với người Đông Á thì nó rất là khó khăn, không phải người nào cũng phải là dễ làm để mà mình có thể là dưới được 15 phút ạ. Nếu mà kể về giáo án thì nó rất là mệt ạ. Thứ nhất, mình là vận động viên bơi nên là mình phải là nhảy xuống bơi á, lúc mà bơi thì phải cố gắng hết mình. Và một tuần em chỉ nghỉ được có một buổi ạ, là chiều thứ Tư ạ và một ngày Chủ nhật ạ. Chỉ có ba buổi đó là mình có thể hồi phục ạ. Còn những buổi còn lại thì mình phải là tập luyện ạ và với một cường độ rất là dày ạ. Và một buổi sáng mình có thể bơi 12 cây ạ, mệt rồi, bắt đầu buổi chiều ạ. Vào buổi chiều tập là cũng 12 cây tiếp nên em cũng thấy là rất là khó khăn. So với ASEAN 2018 thì thành tích của Hoàng trong năm 2019 đã có sự tiến bộ hơn. Kỳ vọng của chúng tôi với Hoàng là phấn đấu vào chung kết tại Olympic Tokyo 2020 và xa hơn nữa là giành huy chương vàng tại Asian Games 2020 ở Hangzhou, Trung Quốc. San Giang bây giờ đã lớn tuổi và không còn duy trì được phong độ đỉnh cao nữa. Trong khi đó, Huy Hoàng vẫn còn trẻ, cậu ấy còn khả năng phát triển hơn nữa trong tương lai. Vận động viên bơi Việt Nam tôi chú ý nhất bây giờ chính là Huy Hoàng. Tôi nhớ cậu ấy từ khi xem thi đấu ở SEA Games 2017 tại Malaysia. Với sự thăng tiến của Huy Hoàng trong 3 năm qua, một ước mơ mới đang được nuôi dưỡng trên đường đua xanh. Đó là ước mơ bơi Việt Nam sẽ lần đầu tiên có vận động viên giành huy chương vàng ASEAN.